Xin chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Hiện tại Bến Đèo đang có mặt tại phân khu 2. Thì phân khu 2 team là phân khu gần biển nhất. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị về một lô liền kề 0123 ở phân khu 2. Mời quý anh chị cùng theo em ạ. Đây, đây là vị trí lô LK 0123. Thì vị trí cực kỳ gần đường quốc lộ 19B luôn ạ. Thì từ đường quốc lộ này thì đến sân bay quốc tế Phuket tầm 20 phút di chuyển thôi ạ. Rất là nhanh luôn ạ. Và từ cái tuyến quốc lộ này đến cái kho xăng kia thì tầm 200m thôi ạ. Thì rất là gần cái trạm xăng luôn. Và tiếp tới là phía bên tay phải Bến Đèo đây là chúng ta sẽ có view nhìn ra khu resort FLC. Đây là một trong những cái resort rất là nổi tiếng của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định luôn ạ. Và phía bên kia là khu căn hộ Takashi Ocean Suites Kiko. Thì cái cổng cao cao kia là cổng trời Tori, cũng là nơi check in của những cái bạn trẻ và khách du lịch rất là tốt luôn ạ. Và tiếp theo điều đặc biệt thì từ cái lô 0123 này xuống, đây là cái trục đường đi thẳng xuống biển Nhân Hội luôn ạ. Rất là dễ dàng cho quý anh chị di chuyển luôn. Và từ cái lô 0123 này chỉ cách biển Nhân Hội tầm 300m thôi ạ. Rất là tốt cho mình đầu tư hoặc là mở khách sạn homestay ạ. Và phía bên này là khu resort Thiên Đường Xanh. Thì các công nhân đang làm việc rất là nhộn nhịp ạ. Đã xây lên hết rồi ạ. Và tiếp theo sẽ là một tầm view rất là đắc địa. Đó là view nhìn ra tượng Phật Linh Phong lớn nhất của Đông Nam Á. Và phía xa kia là đồi xay gió rất là đẹp đúng không ạ? Thì vị trí cái lô 0123 này thì tầm view rất là đẹp luôn. Và cái lô 0123 này thì với diện tích là 108m2 thì có hướng hướng đông. Thì vị trí lô 0123 này thì với lộ giới là 11m và hai bên vỉa hè là 2,5m thì rất là rộng đúng không ạ? Và từ trên cái trục đường này thì sẽ đâm thẳng xuống biển Nhân Hội, rất là dễ dàng cho quý anh chị di chuyển luôn ạ. Và đặc biệt thì trên cái tuyến đường này thì được xem là cái tuyến đường kim cương luôn ạ. Bởi vì sao ạ? Chúng ta có thể là tầm view nhìn ra cối xay gió và tượng Phật Linh Phong rất là gần luôn. Và phía bên tay phải Bến Đèo đây là khu resort Lamia. Và mặt trước của vị trí lô 0123 thì là biển Nhân Hội luôn ạ. Thì rất là đẹp luôn ạ. Quý anh chị đã xem qua cái lô 0123 này, thì nếu quý anh chị có cần bất cứ thông tin nào hãy liên hệ với em qua hotline trên màn hình, thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị chi tiết về cái lô này hơn nếu mà quý anh chị muốn đầu tư lô này ạ. Bởi vì lô này thì đang rất là đẹp trên phân khu 2 cũng như là giỏ hàng luôn.